Câu 176 đến câu 180, bài này gồm có hai bài đọc. Bài đọc thứ nhất là một cái email, bài đọc thứ hai là những cái nội dung trong một quyển tạp chí. Câu 176, why, tại sao Miss Stilwell lại gửi cái email? Email là bài số 1. Đây là dạng câu hỏi về mục đích của email. Chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, to describe, để miêu tả, mô tả một số cái garments. Câu B, để discuss, thảo luận cái thông tin chi tiết về publication, cái việc xuất bản hoặc là cái ấn bản nào đó. Câu C, để finalize, đưa ra quyết định cuối cùng về chủ đề của một cái bài báo. Câu D, để assess, đánh giá một cái bộ ảnh, bộ hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò đoạn đầu của bài số 1 trước ha. Rồi đây là một cái email gửi đến John, phải không nào? Though, mặc dù là chúng ta đã thực hiện rất là nhiều cái tiến trình cho cái issue, cái ấn bản tháng 9, nhưng mà chúng ta vẫn còn có một số cái quyết định phải thực hiện. Vậy cái bài này đang nói về việc gì vậy em? Những cái quyết định cần đưa ra, cần thực hiện cho cái ấn bản tháng 9, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu nào liên quan đến ấn bản? Câu B, phải không nào? Để thảo luận nè. Thảo luận là đưa ra quyết định á, về những cái thông tin liên quan đến cái ấn bản, phải không nào? Đáp án chính xác là câu B ha. Câu 177 trong cái email á, thì cái từ drive up ở đoạn 1 dòng 4 cần nghĩ với từ nào nhất? Sẽ đáp án trước nha. Câu A, operate, hoạt động. Câu B, motivate, thúc đẩy. Câu C, stimulate, kích thích. Câu D, travel, du lịch hoặc là đi lại, phải không nào? Rồi bây giờ mình cùng dò xem từ drive up trong ngữ cảnh nào nha em. Email là bài số 1 nè, đoạn 1 dòng 4, ở đây phải không nào có từ drive up nè. Rồi cùng đọc câu này nha. She, cô ấy á, thì có một cái bộ phim blockbuster mới sẽ ra mắt vào tháng 10. Và cái việc có cô ấy trên cái cover, cái trang bìa đó, sẽ làm cho drive up cái sales, cái doanh số bán hàng của tạp chí. Thì bây giờ em xem nè, một người mà sắp có cái bộ phim ra mắt mà có được cái người đó trên trang bìa thì sẽ làm cái gì doanh số bán hàng của em? Làm tăng lên, phải không? Vậy theo em cái nào là tăng ha? Đáp án là câu C đó em. Cái từ stimulate có hai nghĩa. Thứ nhất là kích thích, thứ hai là nó bằng với từ increase, tăng hoặc là làm tăng lên đấy. Increase, tăng hoặc làm tăng lên ha. Ok, đáp án là câu C nha. Câu 178, according to the email, theo những cái email đó thì Samsung Cosmetics quan tâm đến việc gì? Về từ khóa là từ nào vậy em? Là cái tên riêng này phải không nào? Cùng đọc đáp án trước nha. Câu A, developing, phát triển một cái dòng sản phẩm mới. Câu B, holding, tổ chức một cái buổi triển lãm sản phẩm vào tháng 10. Câu C, launching, ra mắt một cái chiến dịch chống lại cái thành phần hóa học. Câu D, mua ở cái chỗ quảng cáo, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Samsung Cosmetics ở vị trí nào nha em. Email là bài số 1 nè, rồi mình dò nha. Ở đoạn số 2, dòng thứ 2, phải không nào? Có từ Samsung Cosmetics. Cùng đọc câu này nha. You mentioned that, bạn đề cập rằng là Samsung Cosmetics quan tâm đến cái việc là chạy quảng cáo ở tạp chí của chúng ta. Vậy nó quan tâm đến việc gì vậy em? Quan tâm đến việc chạy quảng cáo, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào em hả? Chắc chắn là câu D rồi, phải không nào? Là mua một cái chỗ, cái khoảng không để mà quảng cáo, phải không nào? Câu 179, what can be inferred, cái điều gì được suy luận ra về Miss Stilwell? Vậy từ khóa chính là Miss Stilwell, hay là đáp án trước nào? Câu A, sự lựa chọn của bà ấy cho cái mẫu của trang bìa thì không có sẵn, là không có rảnh ha. Câu B, bà ấy đã viết một cái editorial về craftsperson, cái người làm nghề thủ công. Câu C, bà ấy được lên lịch trình để mà tham dự một cái fair, một cái hội chợ triển lãm về quần áo hay là trang phục ha. Câu D, bà ấy muốn increase, tăng cái phí đăng ký mua dài hạn, đăng ký mua định kỳ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Stilwell ở vị trí nào nha em. Rồi mình dò bài số 1 thử xem. Đoạn thứ nhất, không có, phải không nào? Đoạn số 2 cũng không có luôn. Đoạn cuối cùng cũng không có Miss Stilwell luôn. Đây có từ Stilwell nè em. Vậy thì Miss Stilwell chính là người viết ở cái email này, phải không nào? Rồi, vậy nếu như vậy thì chúng ta sẽ rất là khó dò. Nếu mà dò theo từ khóa Miss Stilwell, phải mình dò từng đáp án nha. Đọc lại từng đáp án nè, câu A trước nè. Cái sự lựa chọn của bà ấy á, cho cái mẫu cover, mẫu bìa đó, thì không có rảnh. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? A cover model, cái mẫu cho trang bìa, phải không? Rồi mình cùng dò nha. Lúc nãy chúng ta có dò cái bìa đó em, là chỗ nào vậy? Đoạn số 1 phải không nào? Rồi mình dò lại nha. Đây có từ model và có từ cover luôn nè. Cùng đọc chỗ này nha em. First, đầu tiên chúng ta phải choose, chọn cái hình mẫu, cái người mẫu cho cái trang bìa. Since, bởi vì đây thường là một cái issue, cái ấn bản phổ biến nổi tiếng nhất trong năm, cho nên chúng ta cần có được một cái celebrity, cái người nổi tiếng lớn. How about, các bạn nghĩ gì khi mà làm việc với lại Su Min Yu lần nữa? Cô ấy có một cái bộ phim blockbuster sẽ ra vào tháng 10, và cái việc có được cô ấy trên cái trang bìa đó thì sẽ rất có khả năng là drive up, làm cho cái doanh số bán tạp chí tăng lên, phải không nào? Vậy thì có nghĩa là bà Zivo đề xuất ai vậy? Su Min Yu, phải không nào? Rồi còn câu ai nói là gì? Câu ai nói là
cái sự lựa chọn của bà ấy cho cái mẫu bìa đó thì không có rảnh, vậy chúng ta phải xem Su Min Yu có xuất hiện trong cái tạp chí này hay không ha. Để biết Su Min Yu có xuất hiện hay không, chúng ta sẽ xem bài số mấy em, bài số 2. Bởi vì bài số 2 có nội dung của tạp chí nè. Rồi nhìn xuống bài số 2 nha. Em xem có nhắc gì đến Su Min Yu hay là cái mẫu bìa không? Đây trang số 16 có từ cover nè em xem nha. Cover story interview. Interview là phỏng vấn nè. Phỏng vấn cái câu chuyện đã được đăng ở cái trang bìa. Michael Ford nói về cái buổi trình diễn trên sân khấu ở Broadway sắp tới của cô ấy. Cái cuộc phỏng vấn của cái câu chuyện đã được đăng ở trang bìa, mà trang bìa lúc nãy á, là đề xuất ai em? Su Min Yu phải không nào? Vậy thì đáng lẽ phải phỏng vấn Su Min Yu chứ, nhưng bây giờ lại phỏng vấn Michael Ford. Vậy có nghĩa là Su Min Yu đã không có rảnh phải không nào để mà đến ha. Vậy thì đáp án câu A đúng không? Câu A chính xác rồi phải không nào? Là sự lựa chọn của bà ấy cho cái mẫu trang bìa thì không có rảnh cho nên mới mời người khác ha. Rồi câu A chính xác ha. Câu 180 ở cái trang nào á thì cái bài báo về Mr. Burns xuất hiện. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Burns. Đáp án là những cái trang phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò từng cái trang này xem chỗ nào có Mr. Burns thì đó là đáp án được không? Rồi bây giờ mình cùng dò nha. Trang là ở bài số mấy em? Bài số 2. Em dò xem. Đầu tiên là trang số 16 có Mr. Burns không? Không có ha. Rồi tiếp theo trang 35 có không? Không có luôn. Rồi trang 52 không có Mr. Burns luôn. Tiếp trang 78 cũng không có luôn. Vậy rất có khả năng đây là câu liên hệ ha. Mình dò lên xem bài số 1 xem có Mr. Burns không em. Đây đoạn cuối cùng có từ David Burns nè. Cùng gặp con này nha. Lastly, cuối cùng tôi muốn bạn á, là kiểm tra thật là kỹ lưỡng những cái sự việc được đề cập trong bài báo của chúng ta về cái nhà thiết kế người Canada tên là David Burns cho cái ấn bản tháng 9. Vậy mình có được thông tin là gì em? David Burns là ai? Là nhà thiết kế người Canada. Vậy mình cùng dò xuống bài số 2 nha. Xem những cái trang đó là cái trang nào nói về nhà thiết kế Canada. À trang số 52 phải không em? Có từ Canada nè. Có từ designer luôn nè. Vậy chắc chắn đáp án là câu C ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Bài đọc số 1 là một cái email gửi từ Rachel Duval, gửi đến cho John Hassan, ngày gửi là 29 tháng 7, chủ đề issue là ấn bản tháng 9 ha. Rồi, hello John, though mặc dù là chúng ta đã thực hiện rất là nhiều cái tiến trình cho cái ấn bản tháng 9, nhưng mà chúng ta vẫn còn có những cái decision là quyết định ha. Chúng ta vẫn còn có một số cái quyết định cần phải được đưa ra. First, đầu tiên chúng ta phải choose, chọn một cái model. Model là hình mẫu hay là người mẫu ha. Cho cái cover là cái trang bìa đó em. Since, bởi vì đây typically, mình có từ typically là thông thường á ha. Bình thường, thông thường á. Đây là thông thường á em, là cái issue, cái ấn bản phổ biến nhất, nổi tiếng nhất trong năm. Cho nên chúng ta cần có được một celebrity. Nên cái từ celebrity có nghĩa là người nổi tiếng ha, cũng rất là hay gặp luôn. Chúng ta cần phải có được một cái người nổi tiếng lớn. How about, các bạn nghĩ sao về việc làm việc với Su Min Yu lần nữa? Cô ấy có một cái bộ phim blockbuster. Mình có từ blockbuster là phim bom tấn nè. Cô ấy có một cái bộ phim bom tấn sẽ ra mắt vào tháng 10. Và cái việc có được cô ấy ở trên cái trang bìa đó thì rất có khả năng sẽ drive up, là làm tăng lên ha. Bằng cái từ increase á. Drive up, làm tăng cái sales, cái doanh số bán cái tạp chí. Please, vui lòng hãy contact, liên hệ với agent là gì em? Người đại diện ha. Agent, người đại diện. Vui lòng hãy liên hệ với cái người đại diện của cô ấy và cố gắng sắp xếp cuộc hẹn. Second, thứ hai đó thì Russell Shampoo. Abruptly, mình có từ abruptly có nghĩa là đột ngột hay là bất ngờ đó em. Abruptly. Đột ngột hay là bất ngờ ha. Russell Shampoo đột ngột bất ngờ đó đã quyết định là không có quảng cáo trong cái ấn bản tháng 9 sau cùng. Thus, vì vậy chúng ta urgently, mình có từ urgently là gấp ha, gấp hoặc là khẩn cấp. Urgent, gấp hoặc là khẩn cấp. Rồi bởi vì vậy đó chúng ta cần phải làm đầy cái trang 58 và 59 một cách gấp gáp, một cách khẩn cấp ha. Rồi bạn đã đề cập rằng á, Samsung cosmetic, mình có từ cosmetics có nghĩa là mỹ phẩm nè. Cosmetics, mỹ phẩm ha. Cái công ty mỹ phẩm Sensai Cosmetics á, thì quan tâm đến cái việc run an advertisement, là chạy một cái quảng cáo ha, ở trong tạp chí của chúng ta. Cái điều này á sẽ dành cho cái dòng kem dưỡng da thân thiện với môi trường, organic là hữu cơ mới của họ ha. Rồi cái này sẽ debut
mình có động từ debut, có nghĩa là ra mắt lần đầu hay là xuất hiện lần đầu trước công chúng đây. Lần đầu ra mắt, lần đầu xuất hiện trước công chúng ha. Cô dịch lại nha, mà cái này nè, cái sản phẩm kem dưỡng da này nè sẽ lần đầu ra mắt trước công chúng á, là vào tháng 10. Could you confirm, bạn có thể confirm là xác nhận ha. Xác nhận. Bạn có thể xác nhận là liệu rằng á, cái công ty này có muốn take advantage of, là tận dụng ha. Take advantage of, có muốn tận dụng this opportunity, cái cơ hội này không. Chúng ta có thể offer, đưa cho họ một cái giảm giá là 20%. Lastly, cuối cùng thì tôi muốn bạn thoroughly check, kiểm tra thoroughly một cách kỹ lưỡng, cẩn thận ha. Thoroughly một cách kỹ lưỡng, cẩn thận. Những cái facts, những cái sự việc, sự kiện đã được đề cập trong cái bài báo của chúng ta về cái nhà thiết kế người Canada tên là David Burns cho cái ấn bản số tháng 9 ha. Rồi cảm ơn, rồi ký tên được không nào. Rồi bài đọc số 2. Đây là cái nội dung trong cái tạp chí ha, Pop Fashion Magazine September Issue. Preview xem trước nè, trang số 11. Trends, và cái từ trends là xu hướng, là xu thế ha. Xu hướng là xu thế, cái xu thế làm đẹp theo mùa. Read, hãy đọc những cái reviews là bài đánh giá đây. Review danh từ là bài đánh giá ha. Hãy đọc những cái bài đánh giá về cái sản phẩm mỹ phẩm mới. Rồi, trang 16, cover story interview, phỏng vấn, cái câu chuyện được đăng ở trang bìa. Michael Ford sẽ nói về cái debut, cái lần đầu trình diễn trên sân khấu Broadway sắp tới của cô ấy. Fashion industry, cái ngành công nghiệp về thời trang ha. Trang 25, mình có một cái bài xã luận, editorial, bài xã luận đây. Gặp gỡ 7 cái nhà thiết kế innovative, có nghĩa là mang tính đổi mới đây. Mang tính đổi mới hay là cách tân ha. Mang tính đổi mới hoặc là cách tân. Cô dịch lại nha. Gặp gỡ 7 nhà thiết kế mang tính đổi mới nhất của Mỹ. Rồi, trang 35, mình có một cái bài xã luận tiếp. Explore, khám phá. Cái tác phẩm của Taylor là thợ may đấy, người may đồ, thợ may đồ ha. Thợ may prestigious, mình có từ prestigious là có danh tiếng nha em nha, có danh tiếng. Người thợ may có danh tiếng nhất ở New York ha. Rồi cách trang 48 mình có một cái bài báo tìm hiểu xem tại sao Berlin lại trở thành cái thủ đô thời trang của châu Âu, Europe, châu Âu. Rồi trang 52, profile, tiểu sử của một người. Về người nào đây? Một cái người designer, nhà thiết kế number one, số 1 ở Canada. Reflects on là suy ngẫm về hay là suy nghĩ về đây. Cô dịch lại nha. Một cái nhà thiết kế number one, số 1 ở Canada. Reflects on, suy ngẫm về, suy nghĩ về cái sự nghiệp của ông ấy trước khi retirement, là về hưu ha. Về hưu. Retirement. Rồi, advice, lời khuyên. Trang 60. Fashion quest. Tìm thời trang ha, truy tìm thời trang. Fight. Tìm những cái mẫu quần áo hay là trang phục mà nó tốt nhất cho cái hình dáng cơ thể của bạn. Rồi, trang 68. Những cái buổi hội thảo về hairstyling, là cái mẫu tóc, cái kiểu tóc ha. Hãy tuân theo những cái hướng dẫn từng bước của chúng tôi để mà sử dụng dye, là thuốc nhuộm đấy. Thuốc nhuộm ha. Sử dụng cái thuốc nhuộm tóc được không nào? Rồi, special feature. Cái trang đặc biệt là gì đây? Journey, cái chuyến đi ha. Explore, khám phá. Fashion scene là sàn diễn thời trang ha. Fashion scene, sàn diễn thời trang ha. Cái sàn diễn thời trang contemporary, mình có từ contemporary là đương đại hay là hiện đại nha. Đương đại hoặc là hiện đại ha. Câu 176, câu A mình có từ garments. Garments có nghĩa là quần áo hoặc là trang phục đấy. Quần áo hoặc là trang phục ha, nó bằng với từ clothing. Quần áo hoặc là trang phục. Garments. Ok. Câu C mình có từ finalize. Finalize là đưa ra quyết định cuối cùng ha. Quay lại câu C nha, là để đưa ra quyết định cuối cùng về chủ đề của bài báo. Câu D mình có từ assess, rất là hay gặp. Assess là đánh giá ha, đánh giá. Đánh giá. Ok. Câu 177, câu A mình có từ operate là vận hành. Hoạt động ha. Câu B mình có từ motivate là thúc đẩy. Câu C mình có từ stimulate là kích thích ha. Hôm nay mình học thêm một nghĩa của nó nữa là làm tăng lên, bằng với từ increase, tăng hoặc là làm tăng ha. Câu 179, câu B mình có từ craftsperson là thợ thủ công đó. Người làm nghề thủ công là thợ thủ công ha. Câu C mình có từ fair là hội chợ, triển lãm ha. Câu D mình có từ subscription là việc đăng ký, đặt mua, dài hạn, định kỳ một cái tờ báo hay là một cái gì đó ha. Ok,
Câu 181 đến câu 185, bài này gồm có hai bài đọc. Bài đọc số 1 là một cái information, một cái thông tin ha. Bài đọc số 2 là một cái schedule, cái lịch trình sự kiện. Câu 181, what is the information? Cái thông tin á, là bài số 1 phải không nào? Thì chủ yếu nói về cái gì? Đây là dạng hỏi về chủ đề, mục đích của thông tin. Chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Rồi câu A, a newly opened showroom, một cái phòng trưng bày mới được mở. Câu B, một cái buổi recruitment là buổi tuyển dụng tình nguyện viên. Câu C, một cái sự kiện để mà support, hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ. Câu D, một cái incentive tax, một cái gì đó thuế cho công ty, phải không nào? Rồi cùng đọc đoạn đầu tiên của cái thông tin nha em. Rồi có tựa đề, mình đọc tựa đề trước nha. Go shopping, hãy đi mua sắm, và make a difference, và hãy tạo nên sự khác biệt. This year, năm nay đó, thì cái day, cái ngày support, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương của bạn đó, của Bristol, thì falls on, rơi vào thứ bảy ngày 28 tháng 4. In startup, thay vì là kéo qua các cửa hàng trên khắp cả nước vào ngày này, thì hãy shop, hãy mua sắm tại một số cái cửa hàng nhỏ hơn ở khu vực của bạn. Vậy thì em coi là cái mục đích của cái đoạn này là gì vậy em? Thứ nhất là nó thông báo về cái ngày gì? Cái ngày hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, một cái ngày lễ hội, một cái sự kiện, phải không nào? Rồi, và nó kêu gọi mọi người là hãy mua sắm tại các cửa hàng nhỏ ở khu vực, phải không nào? Vậy theo em đáp án là câu nào ha? Đáp án chỉ có thể là câu C thôi, phải không nào? Là một cái sự kiện để mà hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ha. Ok. Câu 182, what is indicated, cái điều gì được chỉ ra về BBA? Về từ khóa chính là BBA ha. Đáp án trước nào câu A, it operates, nó hoạt động một cái chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn. Câu B, nó đã raise, đã nâng cái mức phí thành viên lên 10%. Câu C, nó opposed to, nó phản đối thuế lên những cái hàng hóa nhập khẩu. Câu D, nó contributes to, nó đóng góp vào cộng đồng địa phương. Rồi bây giờ mình cùng dò xem từ khóa BBA ở vị trí nào nha em. Mình dò tiếp bài số 1 nào. Ở đây phải không nào, có từ BBA nè. Rồi, mình cùng đọc cái câu chứa từ khóa này nha em. Bắt đầu từ in addition, phải không? Rồi, thêm vào đó thì một nhóm những cái doanh nghiệp tham gia đó, bao gồm một cái nhà hàng tên là Birdie Beats, một cái cửa hàng crafts bán đồ thủ công là Tinker Time, và một cửa hàng bán quần áo là Carolee's, đã agree, đồng ý tặng 10% cái profits, cái lợi nhuận của họ từ ngày này là ngày sự kiện đó em, cho cái association, cái hiệp hội doanh nghiệp Bristol, viết tắt là BBA. Lúc này chúng ta có dòng một cái đáp án có 10%, phải không em? Là câu nào? Em coi lại nha. Câu B, phải không? Mình cùng đọc thử đi em. Nó đã nâng cái mức phí thành viên lên 10%. Nãy giờ chúng ta dò có nói là cái hiệp hội này nâng phí thành viên lên 10% không? Không. Mà 10% này là gì vậy em? 10% này chính là cái lợi nhuận, phải không nào, được trích ra của các doanh nghiệp để mà đóng góp vào cái hiệp hội này mà. Ok, vậy mình đọc tiếp nha. Câu tiếp theo cũng có BBA nè. Cái hiệp hội này sẽ sử dụng these proceeds. Mình không biết từ proceeds là gì, nhưng mà mình cũng có thể đoán được cái proceeds này là gì vậy em? Cái lợi nhuận á, phải không? Vậy mình đọc nè, BBA sẽ sử dụng những cái lợi nhuận này nè để mà continue, tiếp tục thực hiện, tiến hành những cái dự án charitable, từ thiện trong cái khu vực. Vậy thì họ sử dụng cái số tiền được tặng á để mà hoạt động từ thiện. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Đáp án chính xác sẽ là câu D, phải không nào? Là đóng góp vào cái cộng đồng địa phương, bởi vì họ tiến hành những cái dự án từ thiện trong khu vực mà, phải không? Đáp án là câu D ha. Câu 183, what information, cái thông tin nào đó mà Mr. Perez sẽ bao gồm ở trong cái bài diễn văn của ông ấy, bài nói của ông ấy, về từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Perez và his speech, phải không nào? Đáp án trước nha câu A, the reasons, cái lý do cho một cái việc xây dựng. Câu B, những cái plans là kế hoạch của một cái tổ chức. Câu C, cost, cái chi phí cho một cái chiến dịch. Câu D, cái ngày mở cửa lại. Rồi bây giờ mình cùng dò xem Mr. Perez và his speech ở vị trí nào và trong bài nào nha em. Bài số 1 có không? Không có Mr. Perez, phải không nào? Bài số 2 thì sao? Có phải không em? Đây nè, Perez. Rồi mình còn đọc câu này nha em nha. Emmanuel Perez, president, chủ tịch của cái hiệp hội BBA á, sẽ phát biểu một cái bài nói chuyện, một cái bài diễn văn về cái lý do tại sao cái doanh nghiệp địa phương á, thì quan trọng, phải không nào? Vậy thì có một cái đáp án là lý do đó em, là câu nào vậy? Câu A, nhưng nó là gì đây? Những cái lý do cho việc xây dựng, ở đây có nói gì kính việc xây dựng không? Không, mà là lý do tại sao cái doanh nghiệp địa phương quan trọng mà. Mình đọc tiếp nha. Ông ấy nè cũng sẽ nói về một số cái efforts, cái nỗ lực sắp tới của BBA. Nỗ lực sắp tới là gì vậy em? Là kế hoạch, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu B ha, những cái kế hoạch của một cái tổ chức, được không nào? Tổ chức ở đây là BBA đó ha.
Câu 184, what is not, cái nào sau đây thì không phải là một trong những cái hoạt động được lên kế hoạch cho ngày 28 tháng 4. Vậy từ khóa chính là 28 tháng 4 ha. Nhưng đây là cái dạng câu hỏi, loại trừ chúng ta đọc từng đáp án và giờ từng đáp án cho nhanh nha. Câu A trước nào. A cooking demonstration, một cái buổi trình diễn nấu ăn được thực hiện bởi một chef là đầu bếp nổi tiếng. Vậy từ khóa chính là cooking demonstration và famous chef, phải không nào? Rồi bây giờ mình cùng dò nha. Trước tiên mình dò ngày 28 tháng 4 trước cái đã. Mình đang dò ở bài số 2 nè, bài số 2 có không em? Đây. Ngày 28 tháng 4 phải không nào? Và bài số 2 là nói về cái gì em? Cái lịch trình của sự kiện, phải không? Em coi nè, đây là những cái tên của cái sự kiện nè và thời gian diễn ra nè. Vậy mình cùng dò xem cái tên nào liên quan đến món ăn. Nấu ăn thì mình dừng lại ha, mình dò. Rồi sự kiện đầu tiên, message, thông điệp cho thành viên cộng đồng, không có liên quan đến nấu ăn. Tiếp, sự kiện thứ hai là cái tour đi bộ, không liên quan luôn. Sự kiện thứ ba là gì em? Shop for your lunch. À, lunch là bữa trưa nè, liên quan đến nấu ăn. Vậy mình đọc cái chỗ này nha. Thời gian diễn ra, địa điểm ở cái quận này. Rồi nếu mà bạn mua sắm ở ba cái doanh nghiệp địa phương khác nhau á, thì bạn sẽ nhận được một cái coupon, cái phiếu khuyến mãi cho cái bữa trưa free, miễn phí tại cái nhà hàng tham gia. Present, hãy xuất trình những cái receipt là hóa đơn tại cái chỗ này nè, trước 1:30. Có nói gì đến cái buổi trình diễn nấu ăn không em? Bởi cái đầu bếp nổi tiếng không? Không hề nói, phải không nào? Rồi, vậy câu A rất có khả năng là đáp án. Nhưng để mà chắc chắn hơn, chúng ta dò tiếp câu B, câu C và câu D nha. Rồi câu B đi em. Một cái walk, một cái buổi đi bộ, đi dạo qua những cái khu vực lịch sử, phải không nào? Một cái khu vực lịch sử. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò gì em? Từ khóa là walk historic neighborhood, phải không nào? Rồi, hồi nãy có một cái sự kiện về walk đem là số 2, phải không nào? Đây nè, walking tour. Mình cùng đọc nha, thời gian, địa điểm. Rồi, đọc đi em. Take a stroll down, đi dạo xuống cái con đường Downton này nè, để mà tìm hiểu về những cái tòa nhà của nó, cái lịch sử của những cái tòa nhà của nó. Rồi, vậy thì có không em? À, đi bộ để tìm hiểu về lịch sử của các tòa nhà, có không? Có, phải không nào? Rồi, câu C nha. Some outdoor performances, một số cái buổi trình diễn ở ngoài trời bởi một cái nhóm nhạc. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Performance và musician. Rồi, bây giờ mình cùng dò nha, xem cái sự kiện nào. Rồi, sự kiện thứ nhất, thông điệp, không có rồi nè. Sự kiện thứ hai giờ rồi, sự kiện thứ ba giờ rồi, sự kiện thứ tư. Đây có từ music nè em. Rồi, mình cùng đọc nha. À, đây là địa điểm, là tại cái công viên nè. Local bands, cái nhóm nhạc địa phương á, sẽ trình diễn một cái buổi hòa nhạc 30 phút ở sân khấu của, ở tại công viên này, phải không nào? Vậy thì em xem, câu tiếp theo có không? Cô Si có không? Những cái buổi trình diễn ngoài trời bởi một cái nhóm nhạc, có, phải không nào? Ok, rồi cô Ti. Một số cái buổi hướng dẫn cho trẻ em, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Instructional session, children, phải không nào? Rồi mình cùng dò nha. Rồi, câu đi cuối rồi, mình dò tiếp câu tiếp theo đi, coi có không? Có children không em? Đây này, có kids nè, cùng đọc câu này đi em. Tại cái lều, cái trại gần đó đó, thì rất là nhiều những cái workshops, hội thảo nào về làm thủ công và mỹ thuật rất là vui cho trẻ em cũng được cung cấp. Vậy câu đi có không? Câu đi có luôn, chỉ có câu gì không có thôi em. Câu A thôi, vậy đáp án chính xác sẽ là câu. Câu 185, where most likely can visitors, những khách đến tham quan á, thì có thể make use of, sử dụng cái phiếu khuyến mãi ở đâu? Ok, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Visitor coupon, phải không nào? Rồi, em coi nè, đáp án là những cái tên, mà những cái tên này mình gặp ở bài số mấy vậy em? Bài số 1, phải không? Lúc này chúng ta có dò qua rồi. Mà đây là câu hỏi cuối cùng rồi. Câu hỏi cuối cùng thường dò bài số 2, bài cuối cùng chứ. Vậy đây là câu hỏi gì vậy em? Liên hệ đó. Đầu tiên mình phải dò cái từ coupon trước cái đã. Lúc nãy mình có dò qua rồi, em nhớ không? Đây nè, coupon nè. Mình cùng đọc lại câu này nha. Nếu mà bạn mua sắm ở ba cái doanh nghiệp địa phương khác nhau á, thì bạn sẽ nhận được cái phiếu coupon khuyến mãi để mà ăn trưa miễn phí tại một nhà hàng tham gia. Mà lúc nãy chúng ta có dò ở bài số 1 rồi, phải không em? Cái nhà hàng tham gia đó tên gì vậy? Đây nè, restaurant tham gia tên là Birdie Beats. Vậy họ sử dụng phiếu khuyến mãi ở đâu vậy em? Ở Birdie Beats, phải không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu A ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Kem nha. Cùng dịch nào. Bài đọc số 1 là một cái thông tin. Chủ đề là go shopping, hãy đi mua sắm và make a difference, và hãy tạo nên sự khác biệt. This year, năm nay đó, thì cái ngày support, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương của Bristol rơi vào thứ Bảy ngày 28 tháng 4. Instead of, thay vì là ghé qua cái chuỗi cửa hàng nationwide là khắp cả nước đem vào ngày này, thì hãy shop, hãy mua sắm tại một số cái cửa hàng nhỏ hơn trong khu vực của bạn. By doing so, bằng cách làm như vậy thì bạn sẽ help, giúp đỡ được cho economy. Mình có từ economy là kinh tế ha,
kinh tế thì bạn sẽ giúp được cho cái kinh tế của địa phương. Since, bởi vì revenue, mình có từ revenue là doanh thu đấy, doanh thu ha. Bởi vì cái doanh thu kiếm được bởi những cái doanh nghiệp như vậy đó, remains, mình có từ remains là còn lại hoặc là ở lại ha. Thì sẽ còn lại, ở lại trong thị trấn của chúng ta. In addition, thêm vào đó đó thì một nhóm những doanh nghiệp tham gia bao gồm một cái nhà hàng tên là Birdie Beats, một cái cửa hàng bán đồ thủ công là Tinker Time và một cái boutique. Mình có từ boutique là một cái cửa hàng nhỏ đây, bán lẻ đó ha. Một cái cửa hàng nhỏ bán lẻ người ta gọi là boutique. Và cái cửa hàng bán quần áo tên là Carolee's đã agree, đồng ý tặng 10% cái profits. Mình có từ profits là lợi nhuận ha. Profits, lợi nhuận. Cái lợi nhuận, cái tiền lời của họ đó từ ngày này cho cái association, cái hiệp hội business, doanh nghiệp của Bristol, viết tắt là BBA. Cái hiệp hội BBA này nè sẽ sử dụng cái proceeds. Mình có từ proceeds, danh từ đây. À, là danh từ ha. Proceeds, danh từ luôn ở số nhiều, có nghĩa là số tiền thu được từ việc bán cái gì đó ha. Cô dịch là số tiền thu được từ việc bán hàng. Proceeds là danh từ, luôn ở số nhiều ha em ha. Rồi từ này còn là động từ nữa, nhưng mà động từ á thì mình viết như thế này ha, và đọc là proceed. Động từ proceed là xúc tiến hoặc là tiến hành làm cái gì đó ha. Xúc tiến hoặc là tiến hành thực hiện làm cái gì đó. Ok, vì chỗ này là danh từ đem cô dịch nha. Và hiệp hội BBA sẽ sử dụng cái proceeds, cái số tiền thu được từ việc bán hàng này nè, để mà tiếp tục carry out. Mình có từ carry out là tiến hành hoặc là thực hiện ha. Tiến hành hoặc là thực hiện. Nó bằng với từ gì em còn nhớ không? À, nó bằng với từ conduct phải không nào? Tiến hành thực hiện ha. Để mà tiếp tục tiến hành thực hiện cái dự án, những cái dự án charitable. Mình có từ charitable tính từ là từ thiện nha em. Từ thiện ha. Từ thiện. Và chỗ này là những cái dự án từ thiện nè, trong khu vực. Rồi along with, mình có từ along with là cùng với hoặc là bên cạnh ha. Cùng với hoặc là bên cạnh cái việc gì đó. Rồi cô dịch nè, bên cạnh những cái cơ hội mua sắm đó, thì supports your local business day, cái ngày hỗ trợ doanh nghiệp địa phương này nè, cái sự kiện này nè, sẽ feature. Mình có từ feature đây, động từ có nghĩa là có ha. Từ feature còn là danh từ nữa, danh từ có nghĩa là tính năng. Tính năng, được không nào? Nhưng chỗ này có nghĩa là có nha, động từ. Rồi cô dịch lại nè, cái sự kiện, cái ngày này nè, thì cũng sẽ có những cái chương trình đặc biệt. Vui lòng hãy check, hãy kiểm tra và xem tại cái website này nè, để có được cái danh sách, những cái doanh nghiệp tham gia và cái schedule, cái lịch trình của sự kiện. Rồi, bài đọc số 2. Bài đọc số 2 là cái lịch trình của sự kiện, phải không nào? Em coi nè, cái ngày hỗ trợ doanh nghiệp địa phương ha, diễn ra vào 28 tháng 4 ở Bristol. Sự kiện thứ nhất là message, thông điệp cho thành viên của cộng đồng. Từ 9 giờ sáng đến 9 giờ 30. Địa điểm là cái square. Mình có từ square là quảng trường đây. Quảng trường ha. Địa điểm là ở quảng trường Angkor, được không nào? Rồi Emmanuel Perez, president. Mình có từ president là chủ tịch nha. Chủ tịch ha. Chủ tịch của cái hiệp hội BBA này nè sẽ give a speech. Mình có từ give a speech hoặc là deliver a speech. Em còn nhớ không? Deliver a speech có nghĩa là phát biểu một cái bài diễn văn, phát biểu một cái bài nói chuyện ha. Cô dịch lại nha, chủ tịch của hiệp hội này sẽ phát biểu một cái bài diễn văn về cái lý do tại sao cái doanh nghiệp địa phương thì rất là quan trọng. Ông ấy cũng sẽ nói về những cái efforts là nỗ lực ha, nỗ lực. Nỗ lực sắp tới của cái hiệp hội BBA. Rồi, sự kiện tiếp theo là walking tour, cái tour đi bộ ha, hay là đi dạo từ 9 giờ 40 đến 10 giờ 15 sáng. Meeting place, cái nơi gặp mặt đó là antique. Mình có từ antiques có nghĩa là đồ cổ đây, đồ cổ ha, đồ cổ antiques. Cái con đường đồ cổ, được không nào? Rồi mình có từ là take a stroll. Stroll là đi dạo đây em, take a stroll là đi dạo ha, cái cụm nó nói như vậy, giống như take a walk vậy đó. Take a stroll là đi dạo. Rồi đi dạo xuống cái con đường downtown để mà learn about, tìm hiểu, biết được về lịch sử của những cái tòa nhà của nó. The last stop, cái điểm dừng cuối cùng á, là cái Wayfair House, một trong những cái tòa nhà cổ nhất ở Bristol. Mà cái tòa nhà này nè thì sẽ được mở ra cho công cộng đấy, be open to the public là mở ra cho cộng đồng, mở ra cho công chúng á, lần đầu tiên. Rồi admission có nghĩa là vào cổng ha, cái vào cổng đấy, việc vào cổng, sự vào cổng ha, phí vào cổng.
cho cái ngôi nhà này nè thì miễn phí. Rồi shop for your lunch. Rồi hãy đi mua sắm vì bữa trưa của bạn, diễn ra từ 10:30 đến 1 giờ chiều. Nếu mà bạn make a purchase là mua sắm nè, mình có từ purchase, động từ là mua, danh từ là hàng hóa. Vậy thì make a purchase có nghĩa là thực hiện cái sự mua sắm ha. Nếu mà bạn mua sắm ở 3 cái doanh nghiệp địa phương khác nhau thì bạn sẽ receive, nhận được cái coupon, cái phiếu khuyến mãi cho một cái bữa trưa free, miễn phí tại cái restaurant, cái nhà hàng tham gia. Present là xuất trình ha. Present động từ là xuất trình, được không nào? Hãy xuất trình những cái receipts là hóa đơn ha. Hãy xuất trình những cái hóa đơn của bạn tại cái bureau. Mình có từ bureau có nghĩa là phòng ban hoặc là văn phòng đen. Văn phòng hoặc là phòng ban ha. Cô dịch lại nha. Hãy xuất trình những cái hóa đơn của bạn tại cái văn phòng visitors, là văn phòng của dành cho khách du lịch đen, khách đến tham quan đó ha, trước 1:30 chiều. Music on the green, âm nhạc on the green, phải không nào? Địa điểm là tại cái công viên downtown green. Rồi công viên trung tâm đó, em tên là green ha. Rồi mình có từ band là ban nhạc. Ban nhạc ha, ban nhạc. Những cái ban nhạc địa phương sẽ chơi những cái concerts là buổi hòa nhạc ha. Concerts, buổi hòa nhạc, sẽ chơi những cái buổi hòa nhạc ở trong vòng 30 phút trên sân khấu, on the stage, trên sân khấu của Green Park, tại cái tent là cái lều hoặc là cái rạp đó em. Tent là lều hoặc là rạp ha. Tại cái lều hoặc là cái rạp, nearby là gần đó, gần đó. Thì rất là nhiều những cái workshops, những cái buổi hội thảo về crafts là đồ thủ công nè, và arts là mỹ thuật đó em, rất là vui, dành cho thiếu nhi cũng sẽ được cung cấp, được không nào? Rồi câu 181, câu B mình có từ recruitment, là danh từ của động từ recruit là tuyển dụng đó em. Recruitment là sự tuyển dụng ha. Vậy mình có từ recruitment session là buổi tuyển dụng, được không nào? Buổi tuyển dụng, ok. Rồi câu D mình có từ tax incentive, có nghĩa là ưu đãi về thuế ha, ưu đãi thuế, ưu đãi thuế. Tax incentive, câu D có nghĩa là ưu đãi thuế dành cho những cái công ty. Có 182, câu B mình có từ raise. Raise có nghĩa là nâng hay là tăng ha, nâng lên, tăng, ok. Rồi câu C mình có từ be opposed to. Be opposed to của em nó sẽ bằng với cái cụm là be object to, có nghĩa là phản đối cái gì đó ha, phản đối, phản đối, phản đối cái gì đó. Be opposed to, be objective, sau đó là verb in hoặc là danh từ ha. Verb in hoặc là danh từ, được không nào? Rồi mình có từ import là nhập khẩu ha. Import là nhập khẩu. Trái nghĩa với nó xuất khẩu là gì vậy em? Trái nghĩa với nó là export, xuất khẩu, phải không nào? Ok. Rồi tiếp câu B mình có từ contribute to, rất là hay gặp, có nghĩa là đóng góp hay là góp phần vào cái gì đó ha. Ok, câu 184, câu C mình có từ performance. Performance trong cái lĩnh vực nghệ thuật này em, musician nè, có nghĩa là buổi trình diễn ha, buổi trình diễn. Còn trong công ty đồ đó có nghĩa là sự thể hiện trong công việc ha, cho nên là buổi trình diễn em. Ok,